Hôm nay xin giới thiệu với anh em đây là lò xo nhập của Hàng Tiệp nha, 9 kg. Cái nồi loại ngon. Em lưu ý là cái loại tem này nó có tem nha, tem màu nha. Đó, anh em hàng xịn xong anh em nhìn bao bì là biết liền à. Thấy không? Tem màu. Hàng này là hãng của Titan Madrid nha, tem màu nè. Đó, này là lò xo xịn. Thì mình quán mình nói không ai tin. Mình tháo ra một cái mình so sánh với một cái chợ. Cái này cái chợ nè nha, còn cái này cái nhập nè. Đó. Mình tháo ra cho anh em coi. Nha, mình cho đánh thử. Rồi mình tháo cái xịn như đi. Tem nó thể ít màu nha. Rồi. Rồi bây giờ mình cắt cái xịn nè nha. Cái xịn như mình bẻ nè. Mình thử cho anh em coi. Để nói không ai tin. À, bẻ để một hồi, 5 giây, 10 giây nha. Buông ra nè, anh em thấy không, nó ngay ngay đợi ngay trừ ra, không có độ cong đó. Còn cái hàng chợ nè, thằng này là hàng chợ nè nha, thằng này hàng chợ nè, anh nằm bẻ thôi coi hai cái nè, buông ra thấy không? Anh em thấy hàng chợ không, nó có cong vòng liền thấy không, rồi sẽ nó ngay ngay trừ nè thấy không, nó cong cong đó. Chợ nè, bẻ nè, rồi buông ra nè, thấy anh em thấy nó cong rồi thấy không, đó, còn hàng xịn nè, xịn nè, bẻ nè, buông ra nè, anh em thấy không, nó ngay ngay trừ thôi, hai cái gì nó khác nhau rất là rõ, thấy không, đó, cái hàng chợ, cái hàng xịn nè, nó khác nhau liền, đó, thì anh em mua nè, có tem đầy đủ nha, tem màu đầy đủ nè, không phải tem photo nha, auto kẹp chưa đó, hàng xịn đó, anh em nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Rồi anh em cần alo số điện thoại này nha, mình tư vấn cho.